Hôm nay thì tôi xin giới thiệu với quý vị những sản phẩm của Zota. Đầu tiên là Zota POS, thứ hai là Zota Checking, thứ ba là Signature Pad và thứ tư là Zota Tech App và cuối cùng là Zota Survey. Quý vị có thể thấy dễ dàng à, nhìn thấy trên màn hình. Phía trên cùng và to nhất là màn hình của Zota POS. Như quý vị cũng thấy thì trên màn hình POS hiện nay chúng tôi đang hiển thị những tính năng căn bản cần thiết mà một tiệm nail cần để mà quản lý tiệm nail ví dụ như bên trái màn hình thể hiện tất cả các tính năng uh, turn management chúng tôi đáp ứng được khoảng 90% nhu cầu chi turn của các tiệm nail và bên cạnh đó thì quý vị có thể thấy được waiting list close ticket turn details balance của gift card hoặc chương trình loyalty appointment book new waiting new waiting waiting checking manual cho khách hàng mới và fast sale Tiếp theo thì tôi xin giới thiệu về Zota checking. Quý vị có thể theo dõi màn hình nhỏ ở góc bên trái màn hình. Zota checking giúp quý vị thu thập thông tin của khách hàng và thông qua việc sign in service bằng số điện thoại. Qua đó thì hệ thống sẽ có thể gửi đến khách hàng promotion của tiệm hoặc là những cái thông báo đặc biệt của tiệm do được kết nối trực tiếp với máy POS. Cho nên là khi mà khách hàng check-in tất cả các thông tin của khách hàng sẽ được thu thập và hiển thị trên hệ thống. Nếu như khách hàng có appointment thì hệ thống cũng sẽ hiển thị thông tin của appointment đó. Ngoài ra thì hệ thống còn hiển thị cho khách hàng thấy cái số điểm loyalty mà khách hàng tích lũy được khi mà họ làm dịch vụ tại tiệm cũng như là khi mà tiệm có thực hiện loyalty program. Thêm vào đó thì Zota còn có thêm một cái tính năng đặc biệt đó là mini game hoặc còn gọi là Fortune Wheel tính năng mini game này sẽ mang đến cho khách hàng một cái niềm vui và sự thú vị khi mà họ đến tiệm nail của quý vị tiếp đến là Zota Tech App đây là app dành riêng cho thợ với cái app này thì người thợ uh, nail có thể kiểm tra được thông tin service họ đã làm hay còn gọi là work order appointment tiền Tips cho khách um, cho khách mà trả bằng thẻ uh, khách cho bằng thẻ hoặc là Payroll Thông qua cái app này thì hệ thống sẽ gửi notification đến điện thoại của thợ để mà thông báo cho thợ biết là nếu khách hàng trực tiếp book appointment uh, họ làm dịch vụ Từ đó thì họ có thể quản lý được cái thời gian và công việc của mình Góc bên phải màn hình là ZOTA Signature Pad Phần mềm này cho phép khách hàng có thể add tin tiếp trực tiếp và để lại chữ ký thì từ đó tiệm không cần phải in và lưu giữ những cái hóa đơn bằng giấy Do được kết nối với hệ thống POS nên khi mà khách hàng thanh toán xong tất cả các dữ liệu sẽ được lưu vào trong hệ thống và nếu như trước kia sau khi thanh toán thì hệ thống sẽ chia ra một cái receipt um, thì hệ thống sẽ in ra một cái receipt cho khách hàng với phần mềm này thì khách hàng có thể thêm được lựa chọn là gửi qua email và cuối cùng là Sota Survey tính năng này sẽ giúp cho chủ tiệm nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng của tiệm cũng như là công cụ hỗ trợ giúp cho thợ ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ giúp tiệm có thêm nhiều review tốt và giảm thiểu những cái bad review thì từ đó rating của tiệm trên social cũng sẽ cao hơn và có hai hình thức của survey chúng tôi sẽ đề cập chi tiết trong phần sau Jota Checking POS Checking cho khách hàng mới sau đây thì tôi xin giới thiệu với quý vị về chi tiết tính năng hoạt động của Zota Checking và Zota POS. Cách thức hai hệ thống này liên kết với nhau. Đầu tiên là Checking cho khách hàng mới. Lần đầu tiên sử dụng hệ thống Checking thì bước đầu tiên khách hàng sẽ nhập số điện thoại vào màn hình Checking sau đó thì hệ thống sẽ xuất hiện ô cửa sổ mới để cho khách hàng nhập thông tin first name và last name. tùy theo nhu cầu của từng tiệm mà bước này sẽ có thêm những cái thông tin như là date of birth hoặc là địa chỉ email. tôi sẽ nhập tên khách hàng vào. màn hình tiếp theo sẽ là màn hình main category. màn hình này sẽ hiển thị các dịch vụ chính trong tiệm. cho phần minh họa này thì tôi sẽ chọn massage. Màn hình tiếp theo đó là màn hình danh sách Technician. Tùy theo cái số lượng thợ của mỗi tiệm mà khách hàng có thể qua về phía bên phải để xem thêm danh sách thợ. Nếu mà khách đã biết một số người thợ nào đó thì họ có thể chọn lựa trực tiếp bằng việc click vào tên người thợ đó. Nếu không có yêu cầu chọn thợ thì họ có thể bấm Next Available. Trong phần minh họa này thì tôi sẽ chọn Next Available màn hình tiếp theo sẽ là màn hình mini game hay còn gọi là fortune wheel thay vì giảm giá hà hầu hết cho các khách hàng nếu như tiệm có chạy promotion thì cái tính năng này là một trò chơi thú vị mà tiệm neo có thể giảm thiểu cái số tiền giảm cho khách tùy theo nhu cầu của từng tiệm mà có thể setup tính năng này cho khách hàng mới hoặc là khách hàng cũ hay là tất cả khách hàng Ngoài ra thì tiệm còn có thể setup giá trị của giải thưởng hay là số lượng trúng thưởng. Để thực hiện tính năng này thì khách hàng chỉ việc spin vào Lucky Wheel và kết quả là giảm 5% cho số việc này. Khách hàng nhấp vào Claim để nhận và sử dụng giải thưởng. Sau đó thông tin của khách hàng xuất hiện với số thứ tự chờ cũng như tên và số điểm loyalty program mà khách tích lũy được. Trong trường hợp này, đây là khách mới nên số điểm là 0. Đồng thời, lập tức trên màn hình POS trong phần waiting list sẽ hiện lên thông tin của khách, vòng tròn màu hồng thông báo khách hàng đang trong tình trạng chờ để được phục vụ với một số với số thứ tự là 1. Kèm theo thời gian mà khách hàng check-in vào. Tiếp theo là tên khách hàng, bên dưới là 5% khách hàng vừa có được trong phần mini game tên service là massage và tên technicians là next available có nghĩa là bất kỳ nhân viên nào đến turn của họ check in cho khách hàng cũ. sau đây thì phần check in cho khách hàng cũ cũng giống như là cách check in cho khách hàng mới khi mà khách hàng vào tiệm thì họ chỉ cần nhập số điện thoại của mình vào và màn hình check in sau đó sẽ xuất hiện ngay màn hình Man Cathy và dòng chữ Welcome back tên cộng với tên khách hàng. Vì khách hàng đã nhập thông tin trong lần đăng nhập đầu tiên cho nên hệ thống sẽ tự động ghi nhớ và sau đó họ sẽ chọn service, chọn tôi chọn là nails cho service này. Bước tiếp theo sẽ là bước chọn thợ. Khách hàng có thể chọn next available hoặc chọn nhân viên nào mà họ biết trong phần minh họa này thì tôi sẽ, sợ sẽ chọn cady vì tôi biết người thợ nào mà tôi muốn sau đó sẽ xuất hiện màn hình thông báo số thứ tự của khách hàng trong waiting list tên khách hàng và số điểm thưởng khách hàng có được tính đến thời điểm hiện tại đồng thời trên màn hình POS của quý vị cũng sẽ thấy xuất hiện thông tin của khách hàng lúc này khách nicole vừa mới checking đang đứng ở vị trí thứ hai trong waiting list khách hàng bấm Done để hoàn tất quá trình check-in. Zora Tech App Sau đây thì tôi xin giới thiệu với quý vị về Zora Tech App. Lúc nãy khi mà khách hàng uh, Nicole check-in đã chọn luôn người thợ làm service cho mình là Katie. Do đó Nicole vừa check-in xong thì trên điện thoại của Katie sẽ xuất hiện một cái notification thông báo là có khách hàng Nicole request service. Như vậy thì Kelly sẽ nhanh chóng xuất hiện ở reception để mà nhận khách. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu tính năng chọn thợ ngẫu nhiên theo thứ tự trong turn. Đầu tiên thì tôi sẽ chọn tên người thợ đầu tiên trong màn hình chia turn. Ngay lập tức thì sẽ xuất hiện màn hình danh sách khách hàng trong waiting list. Tôi sẽ chọn khách hàng đầu tiên trong waiting list, sau đó bấm nút OK và bây giờ thì quý vị sẽ thấy trong vòng tròn màu đỏ đã chuyển sang màu xanh nghĩa là khách hàng đã đang được phục vụ service tiếp theo thì tôi sẽ vào màn hình service quý vị sẽ thấy ticket có tên là jessie đang trong service với người khách này tôi sẽ bấm vào tên jessie để chọn service cho khách hàng vì khách hàng sẽ chọn catherine làm massage nên một calorie sẽ chuyển ngay đến phần massage. Tôi sẽ chọn dịch vụ là bamboo massage mà khách hàng đã làm sau đó. Tôi sẽ kéo từ phải, từ phải qua trái và bấm start để bắt đầu service. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu về notification. Tôi sẽ chọn Katie ở vị trí đầu tiên trong bảng chia turn. Sau đó tôi sẽ chọn vào tên khách Nicole. Khách hàng đã lựa chọn thợ là Katie sau đó bấm OK. Tiếp theo sẽ bấm vào tên KD để lựa chọn Service. Sau tôi sẽ chọn Service mà khách hàng yêu cầu. Sau khi chọn Service cho khách hàng xong thì quý vị cần phải phóng loa lên gọi thợ hoặc đi xuống khu vực thợ để mà gọi thợ đến làm Service. Quý vị có thể swap, có thể swap over tên Service về bên phải và bấm nút Notify, notify Text thì ngay lập tức hệ thống nó sẽ gửi ra một cái notification vào điện thoại của thợ. Khi mà thợ nhận cái notification đó thì họ sẽ tự động lên cái bàn receptionist để mà nhận khách. Và tới đây thì receptionist bấm vào cái tên service và web over để mà bấm start bắt đầu dịch vụ. So payment. Khi mà khách hàng muốn thanh toán thì quý vị sẽ bấm vào tên thợ làm service cho khách hàng trong phần service. Sau đó thì quý vị bấm vào nút pay. Nếu khách hàng muốn thanh toán bằng credit card thì quý vị bấm vào nút credit card. Ngay lúc này thì trên màn hình signature pad bên góc phải màn hình đã hiện lên cái màn hình thanh toán. Trên màn hình có hiển thị amount là số tiền khách phải trả, phải thanh toán. Ở đây thì hóa đơn của khách là 26 đồng. Bên dưới các option mà khách hàng có thể cho tip 15%, 18% hoặc là 20% hoặc khách hàng có thể tự cho tip theo ý của mình. Tôi ví dụ khi mà bấm vào 20% thì phần hiển thị tip nó sẽ hiện ra số tiền là uh, 5 đồng 20 hoặc tôi có thể cho tip theo tùy ý thích của mình, tôi sẽ cho 6 đồng và sau đó bấm next. Tiếp theo thì khách sẽ thấy màn hình hiển thị số tiền và uh, cho cái service của họ thì tips và cái total khách phải trả. Sau khi kiểm tra thông tin xong thì khách hàng sẽ ký tên và bấm next. Tiếp theo màn hình sẽ đưa ra những cái lựa chọn cho khách hàng nhận receipt đó là print, email hoặc là no receipt. Đây cũng là một cái cách hay nếu như khi sign in cho khách hàng không để lại email thì khách hàng muốn nhận receipt qua email, họ sẽ điền thêm thông tin vào. Nếu khách hàng đã điền rồi thì bấm Next. Giờ đây thì trên màn hình POS, quý vị sẽ thấy thông tin thanh toán của khách hàng. Quý vị chỉ cần bấm vào Close Ticket. Về Tech App, sau khi Close Ticket xong thì đồng thời là hệ thống sẽ uh, làm đồng thời hai việc. Việc thứ nhất là gửi tin nhắn survey đến cho khách hàng để họ xem khách hàng họ có hài lòng với dịch vụ của tiệm hay là không. Thứ hai là họ sẽ gửi work order vào tech app của thợ. Trong màn hình tech app thì quý vị có thể thấy được là total sales của thợ trong ngày, tiền tip của thợ và appointment trong ngày của thợ. Quý vị cũng có thể vào menu bên góc trái màn hình để xem các thông tin. Message Dùng để xem tất cả các notification mà thợ nhận được trong ngày. Appointment dùng để xem tất cả các appointment mà thợ có, thợ đã có. Điều này sẽ giúp thợ có thời gian chuẩn bị trước khi mà khách đặt appointment. Work order giúp cho thợ xem lại cái service mình vừa làm, xem lại tên cái service là gì và số tiền là bao nhiêu và tiền tip là bao nhiêu nếu có cái sai sót gì thì người thợ sẽ nhanh chóng liên lạc với chủ tiệm hoặc là receptionist để điều chỉnh ngay lập tức payroll cho phép người thợ xem payroll của mình tùy theo chu kỳ gửi payroll của từng tiệm mà hệ thống sẽ gửi theo tuần hoặc theo tháng my profile photo theo uh, cho phép người thợ upload những cái hình ảnh cũng như là hình ảnh này sẽ là dùng làm ảnh đại diện cho trên POS hoặc là appointment online và cuối cùng là lock off Về tính năng survey thì sau khi mà khách hàng thanh toán xong hệ thống sẽ gửi cho khách hàng một cái tin nhắn hoặc là email để khuyến khích khách hàng có thể viết review cho tiệm quý vị có thể bấm vào cái phần close ticket để xem khách hàng đã cho review chưa, nếu như ngôi sao bên dưới tên khách hàng không sáng thì có nghĩa là khách hàng chưa có viết review cho tiệm Chúng ta có thể thiết lập một cái phương pháp nhận survey cho khách hàng qua email hoặc là qua SMS. Sau đây là cách nhận survey thông qua email. Khi mà khách hàng nhận được một cái email survey thì họ có thể bấm vào email và bấm vào chữ text survey và sau đó thì màn hình sẽ xuất hiện ba cái icon emotions. Nếu như mà khách hàng họ bấm vào cái biểu tượng mặt buồn á thì hệ thống sẽ giữ lại để mà giải quyết còn nếu mà khách hàng họ bấm vào biểu tượng mặt cười thì hệ thống nó sẽ hỏi xem khách hàng muốn post cái cái comment này lên Facebook hay là Google. Nếu mà khách hàng họ bấm vào biểu tượng mặt buồn thì cái màn hình sẽ xuất hiện ra một cái bảng comment để mà khách hàng có thể cho ý kiến về tiệm. Bước này được gọi là internal review vì các comment sẽ được giữ lại không có public trên social media. Khách hàng có thể rating service qua việc là cho sao cho tiệm, sau đó thì họ có thể viết uh, review qua cái ô comment. Sau đó thì chỉ cần bấm uh, cần bấm cái nút uh, submit. Ngay lập tức thì trong cái màn hình close ticket của quý vị sẽ thấy những cái ngôi sao bên dưới tên khách hàng sáng lên. Điều đó chứng tỏ là khách hàng đã viết cái review cho tiệm rồi. Quý vị có thể bấm vào những cái ngôi sao đó để xem khách hàng đã để là review như thế nào. Thanh toán bằng reward Tiếp theo là việc thanh toán khi mà khách hàng có promotion hay là reward Chúng ta sẽ demo với khách hàng lúc nãy nhận được là 5% off Thì chúng ta sẽ vào lại màn hình service và bấm chọn tên nhân viên để làm service cho khách hàng Sau đó thì vào màn hình thanh toán Quý vị bấm nút pay ngay sau khi bấm nút Pay thì quý vị sẽ thấy bên góc phải màn hình hiện lên ô màu hồng thông báo là khách hàng đã đã được reward 5% off. Quý vị bấm vào nút reward 5% off ngay lập tức thì quý vị sẽ thấy được cái hệ thống đã tính ra được cho khách hàng là được giảm 3 đồng 50 và tổng cái số tiền khách hàng phải trả là 66 đồng 50. Và khách hàng cần phải thanh toán phần còn lại ở phần minh ở phần minh họa này thì tôi sẽ thanh toán bằng cash và tôi bấm nút cash sau đó màn hình nó sẽ hiện lên ô cửa sổ change với số tiền là zero và chỉ cần bấm ok và appointment cách đặt appointment thì quý vị có thể bấm vào nút appointment bên góc phải màn hình ngay lập tức thì quý vị sẽ thấy màn hình appointment phía trên là thợ, tên thợ được phân chia theo từng cột bên tay trái là khung thời gian làm việc để đặt appointment thì quý vị sẽ chọn vào phần ô trống bên dưới tên thợ có appointment và khung thời gian tương ứng. Tiếp theo thì quý vị sẽ search tên của khách hàng để đặt appointment. Nếu như quý vị không biết tên mà chỉ biết số điện thoại thì quý vị có thể bấm vào ABC để chuyển sang tìm số điện thoại. Tôi sẽ theo uh, tôi sẽ minh họa bằng cách là điền vào số điện thoại thì quý vị sẽ thấy ngay tên của khách hàng cần đặt appointment nếu như đây là khách hàng mới chưa có thông tin gì thì quý vị có thể bấm vào add new customer và sau đó thì quý vị có thể điên tất cả những thông tin đó vào trong minh họa này thì tôi sẽ dùng thông tin của khách hàng đã có sẵn rồi tôi sẽ nhập số điện thoại vào và sau đó bấm chọn customer sau đó thì tôi sẽ chọn service mà khách hàng muốn như vậy là quý vị vừa tạo xong một appointment appointment on, app, online appointment. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị về online appointment. Trên màn hình thì quý vị đang theo dõi là màn hình demo. Chúng tôi có appointment online và gift card online thì tôi sẽ giới thiệu qua cho quý vị thấy là một khách hàng của chúng tôi đang sử dụng tính năng appointment online. Thì đây là website của tiệm Quý vị chỉ cần bấm vào appointment online để thực hiện tính năng book lịch hẹn online. Bây giờ thì tôi sẽ minh họa cho quý vị cách đặt appointment online. Sau khi bấm vào appointment online thì tôi sẽ chọn service bằng cách là bấm vào ô select service. Sau đó thì tôi sẽ chọn service nào mà mình muốn. Ở đây tôi sẽ chọn là 60 phút holstone. Sau đó thì tôi sẽ bấm vào ô any service provider để chọn thợ ở đây thì quý vị có thể chọn thợ mà quý vị uh, muốn là làm thông qua cái tên chọn thợ mà quý vị muốn là thông qua cái tên hoặc là hình ảnh đại diện của người thợ đó còn nếu quý vị không chọn ai thì quý vị có thể bấm vào any service provider trong ví dụ này thì tôi sẽ chọn tên thợ là ad quý vị bấm vào ô tiếp theo để chọn ngày mà quý vị muốn đặt appointment thông thường thì cái hệ thống sẽ hiển thị ngày hiện tại quý vị thực hiện appointment trong ví dụ này thì tôi sẽ chọn ngày hiện tại và sau đó thì tôi sẽ bấm vào nút search màn hình tiếp theo nó sẽ hiển thị cho quý vị thấy toàn bộ thời gian trống của người thợ tên ad vào ngày quý vị đặt appointment quý vị chỉ việc lựa chọn khung thời gian mà quý vị mong muốn ví dụ tôi sẽ chọn khung giờ là 12 giờ 30 ngay lập tức thì màn hình sẽ xuất hiện ô cửa sổ note cửa sổ này thì cho phép quý vị có thể điền vào những cái thông tin mà quý vị muốn tìm phải lưu ý nếu như quý vị muốn add thêm service vào thì quý vị có thể thực hiện lại các thao tác như lúc nãy nếu không thì quý vị có thể bấm vào nút book appointment hoặc quý vị muốn thay đổi thông tin gì thì quý vị có thể bấm vào nút start over tôi sẽ bấm vào nút book appointment Tiếp theo thì hệ thống sẽ yêu cầu quý vị điền thông tin cá nhân vào, bao gồm là số điện thoại, first name, last name. Nếu thông tin của khách hàng đã có trong hệ thống dữ liệu rồi thì hệ thống sẽ tự động hiển thị ra các thông tin liên quan. Sau đó thì quý vị có thể bấm vào khung I'm not a robot và sau đó thì bấm vào nút book now. Sau đây thì tôi sẽ tôi, sau khi mà tôi book appointment thì trên màn hình máy Ps sẽ hiện lên một cái thông báo là có appointment online được book trên góc trái của màn hình. Quý vị bấm vào confirm uh, online appointment thì màn hình sẽ hiện ra một cái thông tin appointment. Quý vị có thể bấm vào appointment để xem thông tin chi tiết hoặc là bấm confirm all để confirm appointment này. Quý vị có thể bấm vào appointment book để kiểm tra appointment mà khách hàng vừa book. Appointment online sẽ được hiển thị bởi một cái màu để khác, cái màu khác để mà quý vị có thể nhận biết. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu khi mà khách hàng họ có đặt appointment và tới check-in cũng giống như cách check-in thông thường khi khách hàng tới thì họ phải nhập cái số điện thoại của mình vào và ngay lập tức thì cái hệ thống nó sẽ hiển thị cái thông tin appointment của khách hàng lên. Khách hàng này chỉ cần kiểm tra thông tin lại một lần nữa và sau đó họ bấm yes. Tiếp theo nó sẽ làm màn hình hiển thị điểm tích lũy của khách hàng. Bên trên là ticket number của khách hàng. Tên màn hình POS. Trên màn hình POS thì tôi sẽ vào phần service. Ở đây thì quý vị sẽ thấy một cái sự khác biệt nho nhỏ. Ở phần thời gian sẽ có hai khung thời gian bên trên là thời gian mà khách hàng check in vào tiệm và bên dưới là thời gian mà khách hàng họ book appointment và quý vị cũng sẽ thấy được tên của người thợ quý vị sẽ kiểm tra nếu như người thợ đó available thì quý vị sẽ bấm vào tên người thợ để mà open ticket tiếp theo thì quý vị có thể bấm vào tên khách hàng rồi chọn ok tiếp theo quý vị kiểm tra lại các thông tin và bấm star service về online gift card thì sau đây tôi sẽ giới thiệu quý vị về gift card online. Đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một khách hàng đang sử dụng dịch vụ bán gift card online của chúng tôi. Quý vị chỉ cần vào website của tiệm và bấm vào gift card thì quý vị sẽ thấy màn hình giới thiệu các loại gift card mà tiệm sẽ bán. Tôi sẽ quay lại cái màn hình demo để minh họa cho quý vị. Sau khi mà bấm vào gift card thì quý vị sẽ thấy những cái loại gift card mà tiệm có. Quý vị có thể lựa chọn hình thức là tự nhập số tiền và lượng gift card mình muốn hoặc là quý vị có thể chọn những cái giá trị gift card mà tiệm đã set up sẵn. Thì quý vị chỉ cần uh, thay đổi cái số lượng. Trong ví dụ này thì tôi sẽ chọn hai cái gift card với trị, trị giá là 25 đồng và sau đó tôi sẽ bấm vào Add to card. Tiếp theo thì tôi sẽ bấm vào nút Checkout. Kế tiếp cái hệ thống sẽ yêu cầu quý vị điền những cái thông tin thanh toán của thẻ của quý vị vào thì gồm có uh, số thẻ, mã thẻ, địa chỉ của thẻ. Ngoài ra thì quý vị còn cần phải điền các thông tin cá nhân như là email, first name và last name. Quý vị sẽ lựa chọn uh, cách nhận thẻ. Chúng tôi có hai cái cách để nhận thẻ đó, đó chính là nhận qua mail hoặc là nhận qua email. Nếu khách hàng muốn nhận physical card thì khách hàng sẽ lựa chọn hình thức là mail. Tuy nhiên, khách hàng vẫn sẽ được nhận một cái email confirm. Sau đó thì tôi sẽ chọn Same as bill, Billing Address cho phần Billing Address. Hệ thống tự động sẽ điền cái thông tin cho phần này. Sau đó thì tôi click vào I'm not a robot và bấm Buy Now. Ngay khi khách hàng bấm Buy Now thì ngay lập tức trên màn hình POS của quý vị sẽ thấy một cái notification trên góc trái màn hình Bảo quý vị vừa có một cái khách hàng mua gift card online. Quý vị sẽ bấm vào cái gift card online và điền cái password vào. Và sau đó thì sẽ bấm ok. Tiếp theo thì cái màn hình sẽ thông báo thông tin về cái gift card đã được bán. Quý vị sẽ thấy được cái số lượng gift card được bán với giá trị bao nhiêu cùng với cái mã số của cái gift card đó. Quý vị sẽ save cái card cho customer để mà process khách hàng họ sẽ nhận được một cái email thông báo là đã mua cái gift card. Trong email sẽ có các thông tin giá trị của gift card và gift card number. Sau đây tôi sẽ trình bày cho quý vị cái cách thanh toán bằng gift card. Quý vị bấm vào tên thọ trong phần service để thanh toán. Tôi chọn thêm một cái service nữa rồi bấm pay. Sau đó thì tôi sẽ bấm vào phần gift để redeem. Ở phần này thì quý vị có thể web thẻ gift card để hệ thống uh, tự tính. Nhưng ở phần minh họa này thì tôi sẽ điền vào cái mã số thẻ đó là mã số có trong email gửi cho khách hàng thì sau đó sẽ bấm ok. Vì giá trị của thẻ chỉ có 25 đồng nên sẽ không đủ cho cái ticket này. Quý vị sẽ thấy cái hệ thống hiện lên thông báo là giá trị của thẻ gift card này. Bấm vào ok thì quý vị sẽ thanh toán uh, tiếp cái phần còn lại. Tôi bấm vào cash và bấm OK. Về wedding list và turn detail, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có cái màn hình wedding list đặt riêng bên ngoài khu vực chờ của khách. Khách hàng ngồi chờ thì có thể thấy tên của mình trên đó. Màn hình sẽ thông báo cho khách hàng biết là ticket number của họ là bao nhiêu và họ đã chờ trong bao lâu. Thứ hai là cái màn hình turn detail hay còn gọi là horse race đặt tại khu vực uh, nghỉ ngơi của thợ thông qua cái màn hình người thợ thì có thể thấy được cái số lượng uh, turn của mình làm là bao nhiêu